em thấy mà chồng cái tay cái cây bàn chứ hồi sáng giờ là bầu đi đi lại cũng không thì nói luôn à. Bây giờ nó tình hình ăn uống như vậy thì sao nó trông không à, nó cũng mềm muốn luôn à. Mấy bữa mà họ đã đói cỡ nào nó ăn cỡ nào nó uống rồi bây giờ từ nay giờ bệnh rồi không biết là sao, nó có xem thử là sao không, nhưng mà cái tình hình ăn uống của em thì sao không? Hả? À, hay là mai truyền cho nó đi chứ thấy nó lơ ăn mà cũng thấy tội nghiệp lắm. Vậy mai truyền cho mấy chú. Bây giờ đi tiếp ha, đi tiếp tục ha.
Thank you.